Khó khó khó, chết mẹ mày rồi con. Hết đời này mê trai là khổ nhất. Mấy quan xỉ, mấy quan xỉ. Đố các bạn một câu nhá. Trong tiếng Trung thì xin lỗi chúng ta sẽ nói như thế nào nhỉ? Tuệ bù chỉ, đúng không? Câu này quá dễ. Thế còn cảm ơn là gì nhỉ? Xie xie. Vậy thì khi các bạn nhận được lời cảm ơn hay là xin lỗi thì chúng ta nên đáp lại như thế nào đây nhỉ? Các bạn hãy cùng theo dõi tình huống sau đây để biết thêm nhá. Ôi trời ơi, xe mà tôi buồn chị. Khó khó khó, chết mẹ mày rồi con. Hết đời này mê trai là khổ nhất. Mấy quan xỉ, mấy quan xỉ. Trai thì mới có nhiều đứa yêu. Xin xin. 别客气。Tình huống vừa rồi, các bạn còn nhớ chúng ta sẽ đáp lại lời cảm ơn và xin lỗi như thế nào không nhỉ? Hãy cùng với cô Tiếu ôn tập lại nhá. Tuệ bù chỉ. Tuệ bù chỉ. Xin lỗi. Mấy quan xỉ. Mấy quan xỉ. Không sao đâu. Xie xie. Xie xie. Cảm ơn. Bìa khờ chỉ. Bìa khờ chỉ. Đừng khách khí thế. Nǐ xīn kǔ lè. Nǐ xīn kǔ lè. Bạn vất vả rồi. Yīng gái de. Yīng gái de. Nên làm mà. Vậy là vừa rồi chúng mình đã biết thêm một số cách để đáp lại lời cảm ơn và xin lỗi rồi đúng không nào? Vậy thì các bạn hãy ứng dụng thật nhiều những cách này vào trong đời sống hàng ngày nhé. Các bạn đừng quên like và subscribe kênh cho cô Tiếu để theo dõi nhiều video bổ ích hơn nữa nha. Còn bây giờ thì, chào chào.